Chào tất cả các bạn. Trước khi qua những nội dung khác thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem thử là qua 7 video vừa rồi chúng ta đã học được những gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khái quát lại. Ở video số 8 này giống như là một cái bài tập củng cố để chúng ta nhận dạng và định hướng cách làm trong bài toán tính giới hạn. Đối với những bài tập mà cơ bản thì chúng ta chỉ cần nhớ một số các điểm sau đây là chúng ta sẽ giải quyết được. Thứ nhất, đối với bài toán giới hạn tại vô cực, tức là x tiến tới dương vô cùng hoặc x tiến tới âm vô cùng, chúng ta có hai kiểu làm chính, một là rút, hai là chúng ta nhân liên hợp. Nhưng làm sao để chúng ta biết được khi nào rút và khi nào nhân liên hợp? Thì một xíu nữa, khi có các ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta sẽ nhận thấy được điều đó. Thứ hai, khi x tiến tới x rô, tức là giới hạn tại điểm, nếu đó là dạng không chia không thì chúng ta có hai điểm lưu ý: gặp đa thức thì chúng ta sẽ đưa về tích, và gặp căn chúng ta nhân liên hợp. Chúng ta đưa về tích như thế nào? Nếu mà đơn giản là bậc hai có hai nghiệm thì chúng ta đưa hệ số e ra ngoài, trừ định nghĩa nhất nhân x trừ định nghĩa thứ hai. Nếu một nghiệm thì đó là đưa về hàng đẳng thức. Còn nếu mà bậc 3 hoặc bậc cao hơn, nếu gặp hàng đẳng thức thì chúng ta áp dụng, còn không chúng ta có thể sử dụng sơ đồ Hockney để chúng ta chia nhanh hơn để chúng ta chia đa thức. Nếu gặp căn chúng ta nhân liên hợp, có nhân liên hợp bậc 2 a trừ b nhân a cộng b, có liên hợp bậc 3 đưa về a mũ 3 trừ b mũ 3 hoặc là a mũ 3 cộng b mũ 3. Ngoài ra, nếu mà gặp hai căn khác bậc thì chúng ta có thể là thêm bớt, sau đó chúng ta nhân liên hợp có thể là thêm bớt số hoặc là thêm bớt biểu thức chữ x. Điểm lưu ý thứ ba là cái về giới hạn một bên, tức là x tiến tới x rô cộng hay là x tiến tới x rô trừ. Thì thật ra x tiến tới x rô cộng chúng ta có thể hiểu là x nó lớn hơn x rô và nó tiến tới x rô, còn x tiến tới x rô trừ tức là bé hơn và tiến tới. Chúng ta chỉ quan tâm đến giới hạn phải hay giới hạn trái trong cái hai trường hợp chính. Thứ nhất là khi người ta cho hàm fx dưới dạng như thế này: x lớn hơn 1 tức là x tiến tới x rô cộng, thì khi đó nó chính là cái hàm ở trên. Nó còn thiết trong cái việc là xét tính liên tục tại điểm, hoặc là yêu cầu là tính liên fx khi x tiến tới 1 cộng thì chúng ta còn biết nó là hàm ở trên, mà x tiến tới 1 trừ thì nó là hàm dưới. Thứ hai là chúng ta quan tâm khi chúng ta gặp cái dạng là một số chứ không. Khi gặp dạng một số chứ không, chúng ta còn xét dấu tử mẫu, thì khi đó chúng ta còn quan tâm đến một cộng hay là một trừ để chúng ta xét dấu. Còn ví dụ như câu 2 chẳng hạn, nếu nó không phải là dạng một số chứ không thì x tiến tới một cộng hay là x tiến tới một là như nhau, chúng ta không còn phải quan tâm đến cái chuyện là một cộng hay là một trừ. Và cái điểm lưu ý thứ tư là chúng ta có bốn dạng vô định, nhưng mà thực tế chúng ta chỉ giải quyết nhiều là dạng vô cùng trừ vô cùng cũng như là không chia không. Còn dạng vô cùng trên vô cùng chúng ta gặp, nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy cái sự có mặt của nó. Ví dụ như không một a thì thực chất đây chính là dạng vô cùng trên vô cùng. Thì nếu bạn nào chưa xem có thể là xem lại video số 6, đâu mới thực sự đó chính là cái dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Chúng ta chuẩn bị qua định hướng và giải nhanh một số câu. Câu số 1 là một số bài tập giới hạn tại vô cực.
ít tiến tới âm vô cùng cũng như là ít tiến tới dương vô cùng. Và câu 2, nó là một số ít bài tập ít tiến tới ít rô. Video số 9 thầy sẽ làm về giới hạn lượng giác. Chúng ta đi vào câu 1A. Lim khi ít tiến tới âm vô cùng. Thì đây là đa thức chia đa thức. Thì chúng ta chỉ việc là chúng ta rút là xong. Chúng ta có hai kiểu làm. Nếu chúng ta làm tự luận thì đương nhiên chúng ta sẽ rút bài bản. Nếu chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta sẽ rút. Chúng ta sẽ làm theo kiểu là gọn. Thầy sẽ làm theo kiểu thu gọn, tức là áp dụng cho trắc nghiệm chứ không phải là tự luận. Chúng ta chỉ quan tâm x với số mũ lớn nhất và hệ số của nó. Ở đây là tích. Như vậy đầu tiên chúng ta chỉ quan tâm đến 7x bình. Ở phía sau trừ 2 mũ 3, tức là trừ 8, nhân cho x mũ 3 mũ 3, tức là x mũ nhân lại, tức là x mũ 9. Dưới mẫu chúng ta chỉ quan tâm đến 2x bình mũ 4, tức là 2 mũ 4, nhân cho x bình mũ 4, tức là x mũ mũ 8. Chúng ta nên rút gọn những cái x là số b nhân cho trừ 8 chia cho 2 mũ 4 là 16, trừ 3 phần 2 nhân ở trên x mũ 11, ở dưới x mũ 8. Như vậy 11 trừ 8 là còn x mũ 13. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét x tiến tới âm vô cùng, mũ 3 ra âm vô cùng nhân cho số âm. Như vậy bài này là dương vô cùng. Chúng ta tiếp tục câu B. Đầu tiên chúng ta đưa về cùng số mũ. Ở đây chúng ta sẽ đưa về cùng số mũ là x. Chúng ta bắt đầu khai triển 2 mũ 3x nhân cho 2 mũ 1. 2 mũ 1 là 2. 2 mũ 3x nó chính là 2 mũ 3 sau đó mũ x. 2 mũ x trừ 5 nhân cho, ở đây là 9 mũ x. Chúng ta chia cho 7 mũ x cộng 9 mũ x cộng 1, tức là 9. Bài này tương tự, chúng ta quan tâm đến 9 mũ x. Dưới mẫu chúng ta quan tâm đến 9 mũ x, 9 9 hết. Như vậy bài này đáp số nó là trừ 5 phần 9. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ thầy sẽ định hướng qua một lượt xem thử là chúng ta sử dụng cái cách làm nào, sau đó chúng ta mới quay trở lại chúng ta giải. Câu 1C, y tiến tới dương vô cùng. Chúng ta thay vào biểu thức thứ nhất, rõ ràng là ở trước đây là
dương vô cùng trừ, ở đây là dương vô cùng. Như vậy đây chính là dạng vô cùng trừ vô cùng. Chúng ta chỉ nhân liên hợp khi nó cùng bậc và cùng hệ số. Còn nếu nó không có thỏa mãn thì chúng ta không nhất thiết phải nhân liên hợp. Chúng ta nhân liên hợp vẫn được, nhưng mà chúng ta rút nó sẽ nhanh hơn nhiều. Thảo lại, chúng ta sử dụng hai kiểu chính rút hoặc liên hợp. Bài này cùng bậc nhưng mà không cùng hệ số, phía trước đây là căn 2, ở đây là 1. Như vậy bài này rút. Câu D, ít tính theo A vô cùng. Phía trước này A vô cùng bình phương đại dương căn là dương vô cùng trừ, ở đây là trừ x, x tính tới a vô cùng. Như vậy đây là thành dương, ở trước dương phía sau phía sau dương. Thì thật ra bài này nó không phải là dạng vô định. Rút. Câu E, x tiến tới dương vô cùng bình phương ra dương căn ra dương, như vậy cộng trước là dương vô cùng trừ cho dương vô cùng. Như vậy câu E này nó chính là dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Chúng ta thấy nó cùng bậc và cùng hệ số liên hợp. Câu x, x tiến tới a vô cùng cầm trước dương vô cùng cộng cầm sau a vô cùng. Như vậy dương vô cùng cộng cho a vô cùng, đây chính là dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Chúng ta xét tiếp, cùng bậc cùng hệ số. Như vậy bài này chúng ta phải liên hợp. Câu G, chúng ta xét trên tử, cộng phía trước này là dương vô cùng trừ dương vô cùng. Như vậy trên tử là dạng vô cùng trừ vô cùng, cùng bậc cùng hệ số. Dưới mẫu này không phải là vô cùng trừ vô cùng. Bài này chúng ta nhân liên hợp vẫn được, nhưng nếu người đại quen để ý thì thật ra câu G này chúng ta chỉ cần rút là xong. Các bạn có thể là rút thử và sau đó là có kinh nghiệm cho bản thân. Câu H, trên tử là dạng vô cùng trừ vô cùng, dưới mẫu là cũng là dạng vô cùng trừ vô cùng. Như vậy bài này chúng ta phải là liên hợp. Hai câu F, hai câu G và H thì các bạn nên làm và sau đó tự rút ra kinh nghiệm cho mình thì có sẽ hay hơn. Câu Y, Y tiến tới âm vô cùng mũ 3 lên ra âm căn bậc 3. Như vậy cầm trước đây là âm trừ phía sau là âm. Như vậy âm trừ âm đó là dạng vô cùng trừ vô cùng, cùng bậc cùng hệ số. Như vậy bài này liên hợp. Câu ri, âm vô dương vô cùng mũ 4 ra dương phía sau này phía sau trừ cho dương vô cùng. Như vậy đây chính là dạng vô cùng trừ vô cùng, cùng bậc cùng hệ số, chúng ta nhân liên hợp. Nhưng mà lưu ý câu ri như thế này, nhân liên hợp kiểu gì cho nó gọn. Chúng ta qua câu số 2.
những bài tính giới hạn như này thì chúng ta đều thay và chúng ta thử trước. Khi tính tới 1 cộng, chúng ta thay số 1 lên tử ra 0, thay số 1 số mẫu 0. Gặp đa thức, chúng ta đưa vào thức. Gặp căn, chúng ta nhân liên hợp. Thế số 2 lên tử, thế số 2 số mẫu dạng 0 chia 0. Gặp căn, căn đây là căn bậc 3, chúng ta liên hợp bậc 3. Căn bậc 2, chúng ta liên hợp bậc 2. Câu C, thế 1 lên tử số mẫu cũng như là dạng 0 chia 0, vừa có căn bậc 2 vừa có căn bậc 3, thì chúng ta sẽ tách ra và chúng ta tính riêng từng giới hạn. Đáng lẽ bây giờ thầy sẽ giải tất cả những bài tập này, nhưng thôi, thầy sẽ để dành cho các bạn tự rèn luyện. Và trong quá trình làm, nếu có vấn đề gì còn trao đổi thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Có giới hạn nào chúng ta chưa rõ cách định hướng hoặc là giải mà chúng ta cảm thấy nó phức tạp chưa làm ra thì các bạn cũng có thể là bình luận bên dưới và thầy sẽ tổng hợp lại, sau đó làm một video bài giải. Và thầy cũng nhấn mạnh lại những bài tập này quan trọng nhất là chúng ta định hướng xem thử chúng ta làm kiểu gì, rút hay là liên hợp, dạng không chứ không, đa thức thì làm gì, căn thì làm gì. Các bạn ghi đề và chúng ta thực hiện. Nếu bạn nào chưa xem 7 video trước thì có thể là truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3 để xem thêm. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.